Danilo Cavalcante, công dân Brazil 34 tuổi, đã bị bắt sau 14 ngày trốn chạy khỏi nhà tù ở Philadelphia, Pennsylvania, nơi anh ta đang thi hành án tù chung thân không ân xá do giết người ở Mỹ. Việc giới chức bắt được Cavalcante mà không cần nổ súng, không có thương vong đối với cảnh sát hay dân thường là cái kết tốt đẹp của chuỗi ngày truy bắt kịch tính, đã làm rung chuyển vùng ngoại ô Philadelphia và thu hút sự chú ý của cả nước Mỹ. Ngày 31 tháng 8, Cavalcante nhân lúc được ra khỏi buồng giam tập thể dục đã lèn vào góc khuất và leo tường như người nhện để thoát khỏi khu vực có camera giám sát chỉ trong vòng khoảng 10 giây. Người này tiếp tục chạy qua mái nhà, vượt hàng rào dây thép gai và nhảy ra ngoài. Howard Holland, lãnh đạo nhà tù, cho biết giới chức nhận ra Cavalcante không có mặt khoảng một tiếng sau khi anh ta vượt ngục. Họ phong tỏa, củng cố an ninh cơ sở và điểm danh tù nhân. Một tù nhân khác từng vượt ngục theo cách tương tự hồi tháng 5 nhưng đã bị phát hiện. Cuộc truy lùng của giới chức bắt đầu. Camera theo dõi ngày 4 tháng 9 ghi lại hình ảnh Cavalcante tại Longwood Garden, cách nhà tù khoảng 4,8 km, ở phía nam khu vực giới chức đang tìm kiếm. Trong camera, Cavalcante mang ba lô và đeo một túi vải thô. Giới chức chuyển khu vực tìm kiếm sang phía nam. Các trường học trong khu vực đóng cửa trong 2 ngày để đề phòng. Cavalcante lấy trộm xe tải cắm sẵn chìa trong một trang trại bò sữa trước khi ghé qua nhà một người đồng nghiệp cũ hôm 10 tháng 9. Camera ở cửa ra vào cho thấy anh ta đã cạo râu. Cavalcante không gặp được đồng nghiệp cũ vì anh này không có nhà. Giới chức sau đó phát hiện chiếc xe tải bị bỏ lại trên cánh đồng ở đông. Đầu ngày 12 tháng 9, cảnh sát bang cho hay đang truy đuổi tù nhân vượt ngục ở thị trấn Nam Coventry, khuyến cáo người dân đóng cửa ra vào, cửa sổ, giữ gìn xe cộ ở trong nhà bởi kẻ vượt ngục có vũ trang. Giới chức cho biết họ gặp khó khăn khi tìm kiếm vì Cavalcante lẩn trốn ở khu vực nông thôn. Cây cối rậm rạp tới mức cách nhau vài mét cũng không nhìn thấy nhau. Nhiệt độ trong vùng nóng tới mức một con chó nghiệp vụ phải điều trị. Thời tiết, địa hình và rất nhiều chướng ngại vật là những yếu tố khiến chúng tôi không thể bắt anh ta nhanh hơn, công tố viên hạt Chester Deb Ryan cho biết. Khoảng 500 nhân viên thực thi pháp luật, bao gồm thành viên cảnh sát bang Pennsylvania, cục rượu, thuốc lá, súng và chất nổ, FBI và cảnh sát tư pháp thiết lập vành đai ở khu vực rừng. Bước đột phá đến vào 1 giờ ngày 13 tháng 9 khi máy bay với thiết bị tầm nhiệt phát hiện dấu vết con người. Tuy nhiên, một cơn bão ập đến khiến họ không thể hành động ngay. Đội chiến thuật gồm 20 đến 25 người lập vòng vây quanh khu vực và chờ đợi bão tan. Cavalcante bị chó nghiệp vụ và cảnh sát khuất phục ngày 13 tháng 9. Đến 8 giờ, đội chiến thuật bắt đầu tiếp cận. Cavalcante đang ngủ khi bị cảnh sát tìm thấy, kề người trên khẩu súng trường mà anh ta đã đánh cắp. Họ di chuyển rất lặng lẽ, gây được bất ngờ cho tên tội phạm George Byron, quan chức cảnh sát bang Pennsylvania cho biết. Cavalcante cố gắng chạy trốn bằng cách bò qua bụi rậm với khẩu súng trường trên tay. Đội truy bắt thả Yoda, chó nghiệp vụ 4 tuổi, đuổi theo. Con chó lao tới, giằng co và khuất phục tên tội phạm. Yoda cắn vào trán và đùi Cavalcante, cảnh sát khống chế thành công nghi phạm. Yoda đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn Cavalcante sử dụng khẩu súng trường. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, Byron nói.